Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng Việt Nam là một cơ quan nổi tiếng không phải do năng lực hoặc thành tích trong lĩnh vực tình báo quân sự, mà chỉ là vì nhiều tai tiếng. Suốt thập niên vừa qua, tuy đã có khá nhiều cán bộ lão thành, sĩ quan cao cấp cũng như trung cấp đã nghỉ hưu hoặc đang tại ngũ cùng lên tiếng yêu cầu giải quyết dứt điểm những vụ tai tiếng đó, song cả Đảng Cộng sản Việt Nam lẫn chính quyền và giới lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam vẫn bất động. Mãi đến gần đây, giới hữu trách mới thực hiện hành động mà có thể xem là đầu tiên trước một chuỗi phản ứng đáng chú ý về những vụ tai tiếng kéo dài liên quan đến Tổng cục 2. Hành động đầu tiên đó là gì? Mời quý vị nghe Trinh Văn tường thuật. Cơ quan tình báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam vốn là một bộ phận trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và thường được gọi là Cục 2. Năm 1995, Cục 2 đột nhiên được nâng lên thành Tổng cục 2 và trở thành ngang hàng với Bộ Tổng Tham mưu. Năm 1996, với tư cách Chủ tịch Quốc hội, ông Nông Đức Mạnh ban hành pháp lệnh tình báo và theo đó vai trò của Tổng cục 2 đã vượt khỏi tầm quản lý của Bộ Quốc phòng. Tổng cục 2 được xác định là lực lượng trọng yếu, tin cậy, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lãnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ. Vậy Tổng cục 2 đã làm được những gì? Thành tích lớn nhất của Tổng cục 2 được nhiều công thần của Đảng, Nhà nước và quân đội Việt Nam nhắc đi nhắc lại suốt từ giữa thập niên 1990 đến nay là hai vụ sáu sứ và T4. Ông Bùi Tín, cựu đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, người theo dõi rất sát các diễn biến liên quan đến Tổng cục 2, tóm tắt về vụ sáu sứ. Vụ sáu sứ còn gọi là vụ Nam Châu xảy ra từ Đại hội 7 năm 1991. Vụ đó do bàn tay của Tổng cục 2 bố trí cho một số đảng viên lâu năm ở miền Nam là Nam Châu với sáu sứ ra Hà Nội, mục đích để răng bẫy ông Võ Nguyên Giáp, rồi từ đó kết luận là ông Võ Nguyên Giáp bè phái, tham quyền, có ý đồ tập trung một số tay chân của mình để lật đổ Bộ Chính trị và chính quyền hồi đó. Thế nhưng tất cả những chuyện này là chuyện dựng đứng. Do đó mà ông Giáp yêu cầu phải làm rõ vụ Nam Châu và sáu sứ. Thì lúc ấy họ cho rằng là ông Giáp đã có ý đồ định giành cái quyền Tổng Bí thư và được ông Trần Văn Trà tiếp sức. Ông Trần Văn Trà định là giành chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thế nhưng tất cả những cái đó đều là bịa đặt của Lê Đức Anh, của Nguyễn Chí Vịnh, của Đỗ Mười để làm hại ông Võ Nguyên Giáp. Đấy là tóm tắt vụ sáu sứ với Nam Châu. Cả ông Nam Châu và sáu sứ đều đã chết rồi. Còn vụ T4? Ông Bùi Tín kể tiếp. Vụ T4 là vụ Nguyễn Chí Vịnh cầm đầu Tổng cục 2 bịa đặt rằng họ đã đặt được một gián điệp của Việt Nam vào cơ quan CIA và điệp viên đó bí danh là T4. T4 báo danh sách những cái người đã cộng tác với CIA, đã tiếp xúc với CIA, đã làm tay sai cho CIA. Danh sách đó dài lắm, lên đến hơn 20 người. Trong đó có Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Trần Văn Trà, rồi những người lúc bây giờ đang còn tại chức như là Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và Võ Thị Thắng, vân vân. Mục đích của họ là gì? Mục đích của họ là bôi nhọ những người đó. Rồi Tổng cục 2 cùng với Lê Đức Anh và Đỗ Mười được nước láng giềng lớn giúp đỡ làm một cuộc đảo chính, lật đổ hết và dựng lên một chính quyền mới, một bộ chính trị mới, một ban chấp hành trung ương hoàn toàn mới và hoàn toàn là tay sai của Bắc Kinh. Đó là mưu đồ của T4 và cũng đã bị ông Giáp tố cáo yêu cầu phải giải quyết một cách triệt để. Trong nhiều thư ngỏ gửi lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, tướng Võ Nguyên Giáp gọi Tổng cục 2 là một tổ chức siêu đảng, siêu chính phủ, phá hoại đảng một cách có hệ thống và yêu cầu xử lý nghiêm minh. Ngoài tướng Giáp, còn có hàng loạt công thần của đảng, nhà nước và quân đội Việt Nam như các ông Phạm Văn Sô, một trong những lãnh đạo đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương, Đại tướng Chu Huy Mân, Đại tướng Nguyễn Quyết, Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Thượng tướng Phùng Thế Tài, Thượng tướng Lê Ngọc Hiền, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, Trung tướng Đồng Văn Cống, Trung tướng Lê Tự Đồng, Trung tướng Phạm Hồng Sơn, Trung tướng Nguyễn Hòa, Thiếu tướng Nguyễn Tài, ông Nguyễn Văn Thi, nêu quan điểm và yêu cầu tương tự. Tuy nhiên, các sai phạm đã xảy ra tại Tổng cục 2 như tướng Nguyễn Nam Khánh
một trong những người được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam phân công theo dõi công việc bảo vệ chính trị nội bộ, nhận định. Tổ chức thu thập tài liệu và theo dõi cán bộ cao cấp. Tổ chức cơ sở làm tài liệu giả, vu cáo nhiều đồng chí là đã làm tai sai cho địch. Người của Tổng cục 2 đã bán kế hoạch phòng thủ bầu trời cho nước ngoài. Người của Tổng cục 2 làm parabol để thu tiền bất hợp pháp, gian lận thuế giá trị gia tăng. Người của Tổng cục 2 còn đưa tài liệu lên mạng Internet nói xấu cán bộ lãnh đạo đảng và nhà nước. Đặc biệt, Tổng cục 2 đã sử dụng một số người phức tạp cài cắm người vào các cơ quan đảng, nhà nước để lấy tin, tung tin, bịa đặt, lừa dối đảng. Cán bộ tình báo quân sự còn cấp giấy chứng minh quân báo cho tay chân Năm Cam hoạt động và liên hệ chặt chẽ với tay chân Năm Cam. Vẫn không được xử lý. Hai nhân vật chính trong những vụ tai tiếng này là tướng Đặng Vũ Chính, Tổng cục trưởng Tổng cục 2 được cho về hưu. Con rể tướng Chính là tướng Nguyễn Chí Vịnh, được chọn để thay cha vợ, đảm nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Cuộc đối đầu giữa các cán bộ lão thành cách mạng, các tướng lĩnh cao cấp với giới lãnh đạo đương nhiệm trong việc xử lý những sai phạm của Tổng cục 2 đã lan sang giới sĩ quan trung cấp đang tại ngũ, kể cả những sĩ quan đang làm việc tại Tổng cục 2. Cuối năm 2008, ông Vũ Minh Chí, một trung tá làm việc tại Cục Kỹ thuật của Tổng cục 2, lên tiếng tố cáo thêm hàng loạt sai phạm ở cơ quan tình báo quốc phòng. Đơn tố cáo của trung tá